Nhắc tới Điền Kinh Việt Nam, có lẽ không thể không nhắc tới tên tuổi của một cựu vận động viên, cựu huấn luyện viên với 20 năm trên đường chạy. Đó chính là huấn luyện viên Điền Kinh Bùi Lương, một trong những huyền thoại Điền Kinh của thể thao nước nhà. Bùi Lương sinh năm 1939 tại Sài Gòn. Năm 1954, 15 tuổi, Bùi Lương được cha mẹ gửi ra miền Bắc. Một thân một mình lăn lộn học hành, làm công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng, xung phong đi bộ đội. Cuối cùng, số phận đưa đẩy ông đến với đường chạy. Tôi thì bén duyên với thể thao để mà tập luyện cho khỏe thì khi tôi còn học cấp 2 ở Sài Gòn. Năm 54 tôi ra Bắc. Khi tập kết ra Bắc thì ở Hải Phòng tôi tiếp tục tôi tập luyện, và năm 1957 thì tôi là học sinh của Hải Phòng khoác áo đội tuyển Hải Phòng tham gia thi đấu cái giải chạy đường trường ở Hồ Gươm năm 1957, thì tôi về thứ ba, về từ đó thì tôi phấn khởi tôi tập luyện. Từ lúc còn là cậu học sinh miền Nam tập kết, ngày nào cũng chạy miệt mài trên đường phố Hải Phòng. Những năm tháng chiến tranh ác liệt đó, chỉ có tình yêu với thể thao mới giúp cho ông trưởng thành và kiên trì theo đuổi đam mê. Không có kỷ luật tập luyện nào nghiêm khắc bằng kỷ luật do chính mình đặt ra. Cứ tâm niệm như thế, ông đã đạt được nhiều thành tích cao khi thi đấu thời điểm bấy giờ. Tập luyện thì đến năm 1958 thì tham gia cái giải báo Tiền Phong lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội ở vườn Bách Thảo. Có anh hùng Thế Vận Gia Tô Bách sang dự. Năm đó thì tôi lại về thứ hai. Từ đó tôi phấn khởi tôi tập. Năm 57 tôi tập luyện ở Hải Phòng. Sau 1965 lên tập trung đội tuyển quốc gia. Hồi đó gọi là trung tâm trường huấn luyện kỹ thuật thể dục thể thao trung ương ở Nhổn. Thế thì tập luyện ở Nhổn xong đến năm 73 thì tôi về công tác ở Hà Nội, Sở Thể thao Hà Nội, đội Điền Kinh. Và tham gia cho đến khi tôi đi học đại học năm từ 77 đến 80, xong về tiếp tục làm huấn luyện cho Hà Nội. 2002 tập trung lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games. SEA Games 2003 thì học trò tôi cũng đạt thành tích cao. Đoàn nữ Trúc Vân huy chương vàng 10.000, huy chương đồng 5.000 trong sân, và Nguyễn Thị Hòa vô địch marathon toàn quốc ở SEA Games năm đó đã chọn bộ 3 huy chương. Huấn luyện viên Bùi Lương được coi là tượng đài đích thực của thể thao nước nhà, cũng không khác một pho sử sống của Điền Kinh xuyên suốt hai thế kỷ, chứng kiến bao thăng trầm và đổi thay của môn thể thao cơ bản này. Suốt từ ngày đầu thành lập ngành thể dục thể thao đến nay, 20 năm gắn bó với đường chạy, Bùi Lương sở hữu thành tích đáng nể. 9 lần vô địch giải Việt dã báo Tiền Phong, trong đó có 8 năm liên tiếp về nhất, liên tục thiết lập kỷ lục mới các cự ly đường trường 5.000m. 10.000m và marathon. Ông cũng vinh dự được khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự nhiều giải quốc tế, nhiều lần được bình chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc và sau này còn được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, huân chương kháng chiến. Rất là thăng trầm, gian khổ, tập luyện trong chiến tranh, rồi đất nước có chiến tranh cho nên là điều kiện, trang bị, ăn uống rất là kham khổ. Nhưng chúng tôi chạy với tinh thần là người chiến sĩ trên đường chạy. Để lúc đó là khẩu hiệu là chạy để đánh thắng giặc Mỹ. Với cái ý chí, nghị lực, lòng dũng cảm và sự đam mê, tôi đã vượt qua rất nhiều cái khó khăn, nhất là cái điều kiện về dinh dưỡng, về trang bị tập luyện. Ngày xưa chúng tôi tập luyện thì chỉ chạy cái đôi giày Bata Thượng Đình, và quần áo tập luyện thì cái vải diềm mâu. Mà không đủ vải, chúng tôi phải mua cái bao bột mì nhộm lên để cắt để thành quần đùi để tập luyện. Đối với vận động viên Bùi Lương là một vận động viên Điền Kinh ở cự ly marathon, cự ly dài và cự ly marathon. Đây là một con người có thể nói là một người nổi tiếng của thể thao Việt Nam, cũng như là những thành tích mà vận động viên Bùi Lương đã đóng góp cho thể thao Việt Nam trong suốt những năm qua. Và sau khi mà không còn tham dự thi đấu nữa thì sau này trở thành huấn luyện viên và đã giúp cho các vận động viên của thể thao Việt Nam, rất nhiều các vận động viên mà đạt được những thành tích cao.
Và chính điều đó cũng là một cái tấm gương đối với lại các huấn luyện viên sau này. Và chúng ta cũng có thể nói rằng là rất là cảm động khi ở cái tuổi rất là cao rồi, huấn luyện viên Bùi Lương vẫn tiếp tục huấn luyện cho các cái vận động viên. Và chính các vận động viên của các cái đơn vị cũng như là sau này là đội tuyển quốc gia thì cũng đánh giá rất cao cái sự cống hiến của huấn luyện viên. Đấy cũng là một trong những cái điểm sáng của thể thao Việt Nam. Mà huấn luyện viên Bùi Lương thì cũng đã được nhận một cái phần thưởng rất cao tại cuộc bình chọn của Cúp Chiến Thắng. Đấy là cũng là một cái sự ghi nhận và một cái sự đóng góp của huấn luyện viên Bùi Lương đối với thể thao nói chung và điền kinh nói riêng trong cái thời gian vừa qua. Và chúng tôi thì rất là ghi nhận và đánh giá rất cao cái sự cống hiến của huấn luyện viên Bùi Lương. Anh Bùi Lương là một vận động viên điền kinh chạy cự ly dài từ những năm đầu của anh là vận động viên trung tâm huyện. Sau đó thì anh về Hà Nội, thì thời gian về Hà Nội thì là cùng đội tuyển cự ly dài với chúng tôi. Cùng thời kỳ mà chúng tôi tham gia thi đấu các cái giải Việt dã tiền phong, về giải marathon. Phải nói là anh Bùi Lương là một vận động viên chân chính, hoàn toàn rất là toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Là thời kỳ vận động viên anh luôn luôn là vận động viên hàng đầu về cự ly dài. Đến sau đó anh về làm huấn luyện thì anh đào tạo rất nhiều vận động viên, ví dụ như Đặng Thị Tèo, để ví dụ như một số các vận động viên nữ chạy cự ly dài là anh huấn luyện. Và trên đến năm nay thì anh đã 80 rồi nhưng mà anh vẫn tham gia công tác huấn luyện với các vận động viên trẻ. Thì tôi cho rằng đấy là một con người là hết lòng hết sức vì sự nghiệp thể thao. Và anh Bùi Lương cũng đã xứng đáng nhận được cái cúp chiến thắng lần đầu tiên với cái danh hiệu cao quý là giành được cúp chiến thắng, đồng thời là huấn luyện viên xuất sắc nhiều năm cũng như là vận động viên xuất sắc rất nhiều năm. Mà anh là người là hoàn toàn được mọi người ngưỡng mộ, mọi người thường ngưỡng mộ anh. Dưới sự dẫn dắt đầy tâm huyết của mình, huấn luyện viên Bùi Lương đã đào tạo ra nhiều lứa vận động viên tài năng. Kể từ khi nghỉ ở đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Bùi Lương tiếp tục gắn với nghiệp huấn luyện ở các địa phương. Từ Hà Nội, Vĩnh Phúc cho đến đoàn thể thao bộ đội biên phòng. Đến đâu, huấn luyện viên Bùi Lương cũng tạo được dấu ấn với những tấm huy chương giá trị, cùng với một phong trào điền kinh được gây dựng bài bản, vững chắc. Hôm nay rất vinh dự đến thăm thầy. Thì với tình cảm của người trò xin tặng thầy một bài thơ. 84 đâu phải tuổi già, 10 cây buổi sáng gọi là tập chơi. Thanh niên tưởng dễ ngon sơi, ai ngờ ngã ngựa, nghỉ ngơi giữa chừng. Gặp thầy tay bắt mặt mừng, ôn lại vất vả thầy từng vượt qua. Mà sao cho mỗi chúng ta không cùng tập luyện vượt qua tuổi già. Hôm nay vui vẻ tại nhà, chúc thầy khỏe mãi tiếp đà chúng con. Quây quần bên ấm trà ngon, tình thầy đọng mãi chúng con tháng ngày. Thầy là nguồn động lực cho tôi tập luyện. Khi bước đầu tiếp cận đến thể thao là được thầy huấn luyện đầu tiên. Với hình ảnh đầu tiên nhìn thấy một người thầy đạp xe từ bên Hà Nội sang bên Gia Lâm trong cái tiết trời rất là rét. Thầy sang huấn luyện. Huấn luyện là huấn luyện giúp thôi, không có một cái chế độ gì. Cảm động. Từ cái đấy tạo cho tôi một cái động lực bước vào luyện tập. Và theo thầy sang tiếp sân hàng đợi luyện tập. Ngày xưa là đi cầu Long Biên, chứ chưa có cầu Trương Dương. Những năm 83, 84 bắt đầu là theo thầy tập luyện. Và từ cái niềm đam mê của thầy truyền cho đến giờ thì nó gần như là trở thành cái niềm đam mê của tôi hiện nay. Và tôi đang tiếp cho các cái thế hệ vận động viên của chúng tôi học thầy ở cái niềm đam mê. Thầy là một người sống rất là tình cảm, đặc biệt là với các cháu nữ. Bởi vì là các cháu nữ ấy thường thường là xa gia đình từ bé, với lại tâm lý của các cháu nữ thường là yếu đuối, nên là thầy rất là quan tâm, chỉ bảo từng bữa ăn giấc ngủ, rồi từng các động tác chạy, rồi các kỹ thuật về điền kinh, về chạy như thế nào, bước chân như thế nào. Thầy rất là sống rất là tình cảm. Năm 14 tuổi, khi đó thì chú Bùi Lương là người thầy phát hiện ra tôi từ dưới cơ sở và đưa lên để vào trường năng khiếu thể dục thể thao. Tôi coi chú như một người thầy, cũng như một người cha đã dìu dắt tôi từ lúc
bắt đầu bước vào con đường thể thao. Bản thân tôi là vận động viên, những lần chiến thắng tôi về đích, tôi không bao giờ khóc. Nhưng mà các vận động viên của tôi giành chiến thắng trong nước cũng như ngoài nước thì tôi rất là xúc động. Vậy cũng như hôm nay, vận động viên Khương từ một vận động viên bình thường tập luyện rồi trở thành đại tá phụ trách cái lãnh đạo rồi thể thao của bên phòng đến, tôi rất là xúc động vì các học trò của tôi đã dũng cảm, kiên cường, nỗ lực để mà chiến thắng với thời gian, với các khốc nghiệt ở trên đường chạy để giành chiến thắng, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Nổi tiếng trong giới thể thao với phát biểu "Đến chết mới thôi chạy, thôi không làm điền kinh", Bùi Lương ở tuổi 84 mà sức khỏe vẫn tráng kiện, dẻo dai nhờ duy trì nếp sinh hoạt thường ngày bình dị như khi còn trẻ. Điều độ trong ăn uống, nghỉ ngơi, không uống rượu, hút thuốc lá cũng chẳng thức khuya. Ông dậy từ tờ mờ sáng hàng ngày, chạy đều đặn gần chục cây số và mỗi tối còn đi bộ khoảng 2 giờ. Và hơn hết, lão tướng vẫn khiến làng điền kinh Việt Nam nể phục về thể lực, sự bền bỉ và khả năng rèn giũa các tài năng trẻ. Mình hay cùng với con ấy đi chạy quanh hồ một ngày khoảng 1-2 vòng, 2-3 vòng. Thế thì một ngày là thấy thầy Lương chạy theo và là muốn được đào tạo con gái mình. Trước đấy là thầy có quan sát ấy vài ngày. Đấy thì thấy là cái cách chạy của cháu và cái tinh thần chạy của cháu ấy rất là tốt. Sau khi học thầy ấy, thì cháu mọi thứ nó làm thì nó có vẻ là quyết tâm hơn, mọi thứ nó chỉn chu hơn ấy. Đấy thì rất mong là sau này cháu có thể nối nghiệp được cái nghiệp chạy của thầy. Với ngành thể thao cho nên là bác ấy yêu quý thể thao. Tuổi này bác rất cao rồi, bác vẫn còn yêu ngành, yêu nghề. Thành ra gia đình vẫn cứ để bác đi. Khi nào mà bác cảm thấy không còn sức lực nữa thì khi đó bác về nghỉ. Chứ còn bây giờ bác còn sức thì vẫn cống hiến. Tôi rất mong muốn tới đây SEA Games lại tổ chức ở Việt Nam. Mà là Việt Nam mình 2003 tổ chức ở Việt Nam thì các vận động viên điền kinh, các cự ly thi đấu đều đạt thắng lợi. Cứ mỗi lần vận động viên điền kinh Việt Nam bước ra đường chạy là cờ đỏ sao vàng dập lên và quốc ca lại cử lên với chiến thắng của vận động viên. Và đến sắp tới đây, SEA Games lại tổ chức tại Việt Nam thì tôi cũng rất mong muốn là chiến thắng hơn nữa và vang dội hơn nữa. 84 tuổi, tròn 20 năm bền bỉ trên đường chạy, 28 năm làm thầy, huấn luyện viên Bùi Lương là một tấm gương hiếm có của thể thao Việt Nam. Và hành trình độc nhất vô nhị của huấn luyện viên thể thao thành tích cao lớn tuổi nhất Việt Nam vẫn đang dài thêm. Ông nhiều lần tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp. Thể thao chưa từng mang lại sự giàu có, nhưng thể thao giúp tôi có được sức khỏe, sự thanh thản và hạnh phúc trong cuộc sống. Được chia sẻ, đóng góp trở lại cho thể thao, Bùi Lương chỉ cần như thế.